Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phương pháp nội suy để tìm KG khi mà L chia cho B không thuộc bảng 3.3 và Z chia cho B cũng không thuộc bảng 3.3. Mình lấy ví dụ như trường hợp L chia cho B bằng 1,5 và Z chia cho B bằng 0,5. Thì L chia cho B nằm ở giữa 1,4 và 1,6, còn Z chia cho B sẽ nằm ở giữa 0,4 và 0,6. Ta có cái bảng như thế này. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm KG của 1,4 của L chia cho B 1,4 và Z chia cho B 0,5. Đầu tiên thì các bạn sẽ mình sẽ giải bằng máy tính. Đầu tiên các bạn bấm 1, sau đó bấm 3. Bấm 1 sau đó bấm 3. Tiếp theo bấm 2. Lúc này người ta bảo nhập giá trị của x thì các bạn sẽ nhập giá trị của z trên b bằng 0,4 0,6. Tiếp theo y thì các bạn nhập giá trị KG mà 0,4 ứng với lại 1,4, tức là 0,2429. Tiếp theo y y2 thì các bạn nhập giá trị của 0,6 ứng với 1,4, tức là 0,23. Sau đó các bạn bấm AC, bấm Shift 1. Tiếp theo bấm 7. Sau đó bấm 5. Cái chúng ta cần tìm cái KG chúng ta cần tìm đó là KG của không của Z trên B 0,5, L trên B 1,4. Do vậy đây chúng ta sẽ bấm 0,5 bằng. Như vậy KG của 0,5 ứng với 1,4 đó là 0,2345. Tiếp theo chúng ta đi tìm KG của 0,5 ứng với 1,6 ở đây. Đầu tiên chúng ta bấm 1, sau đó bấm 3, rồi bấm 2, nhập giá trị x bằng 0,4, y bằng 0,6, x1 bằng 0,4, x2 bằng 0,6, sau đó nhập y1 bằng 0,2434, y2 bằng 0,2315. Bấm AC. Sau đó chúng ta bấm Shift 1. Bấm 7. Sau đó bấm 5. Sau đó bấm 0,5 ở trước cái ký hiệu này. Bấm bằng. Chúng ta ra giá trị KG của 0,5 ứng với 1,6 đó là 0,2345. Từ đây chúng ta đi tìm KG của 0,5 ứng với 1,5. Đầu tiên thì các bạn bấm 1, bấm 3, sau đó bấm 2. Nhập x1 bằng 1,4, x2 là 1,6. Y1 là 0,2345, Y2 là 0,23745, 2345. Sau đó bấm AC, bấm Shift 1, bấm 7, sau đó bấm 5, sau đó bấm 1,5. Từ đây chúng ta sẽ ra được KG ứng với 0,5 và 1,5 có giá trị bằng 0,2369. Mình lấy sau 4 dấu phẩy.